Những con rắn ngô nhiều màu này là kết quả của một quá trình lai tạo khá là thú vị của những người nuôi rắn. Nhờ sự chọn lọc các đặc tính di truyền, họ tạo ra các morph. Morph hay còn gọi là hình thái là có thể hiểu đơn giản là các tổ hợp gens, trong đó người ta chọn lựa những đặc điểm di truyền nổi trội để làm ra nhiều hình thái thú vị. Do tụi rắn ngô này dễ sinh sản, hiền lành và các gen của nó quá là đa dạng, nên loài rắn này nhiễm nhiên trở thành sự lựa chọn lý tưởng của những người yêu thích rắn nhiều màu sắc. Những người lần đầu nuôi rắn và mang tâm lý sợ rắn thì rắn ngô cũng là loài sẽ giúp các bạn vượt qua nỗi sợ này dễ dàng hơn. Bởi vì sau quá trình nuôi dưỡng và lai tạo, loài rắn này gần như được cho rằng đã bớt sợ con người. Thực ra thì vẫn có rất nhiều loài rắn không độc, nhiều màu, đẹp và thú vị hơn rắn ngô, ví dụ như bọn rắn sữa nè, rắn vua nè, bull snake nè. Nhưng mà để có được khả năng giúp người mới vượt qua nỗi sợ rắn với cái tính tình thân thiện như hoa hậu thì với mình, rắn ngô mãi mãi là số 1. Brah!